Hello mọi người có thấy cái view trước mặt là cái gì không? Đó chính là núi Fuji trong truyền thuyết. Mình đã rời thành phố Tokyo, bắt xe bus từ Tokyo xuống Fuji 2 tiếng đồng hồ và bây giờ mình đang đứng ở trạm train để đợi khách sạn sơ đồ pick up. À đây là anh bạn mập. Đây, để mình quay sơ cái khung cảnh train bên cái núi Fuji đó các bạn xem. Ôi dưới này vẫn lạnh nha. Này, đang đứng đợi pick up. Cứ thấy mà chụp cho em. Lạnh nó lạnh quá. Đứng ở tay luôn á mẹ ơi. Mày nữa. Mình đã tới chùa. Chùa này cứ không nhìn tới gì. Chùa hả? Để leo 300 bậc thang để Chureto Pagoda. Chureto Pagoda. Bây giờ leo 300 bậc thang để thấy được cái cảnh, cái view của Fuji. Đợi mình nhé. Đợi mình sau 300 bậc thang mình sẽ mời tiếp. Đây là Jenny. Đi đường vòng. Đây chính là Fuji. Quá trời luôn. Này mới khởi đầu thôi bạn, còn lên 300 nữa. Còn leo lên 300 bậc thang bên kia. Lên bạn. Trong kia là có chùa có đồ ăn đông lắm. Đây là view toàn thành phố, nhìn xuống thành phố. Bên đây là Fuji rất là hùng vĩ, có hoa đào nữa thì sẽ rất là đẹp, mà nếu mà hoa đào thì sẽ rất là đông, mà giờ chưa có hoa đào mà đã đông vậy rồi. Mặt mập rất là chen chúc. Cô đó chụp đúng 3 cao tấm. Gọi anh chụp cho khỏi đúng nhiều luôn. Em thấy cổ canh dữ lắm mà. Chụp đúng 3 tấm. Rồi anh bấm ra. Coi anh lại, nãy cái cô kia chụp cho mình ở dưới kia có được không? Mình đã lên tới đỉnh rồi các bạn, cảnh đẹp quá phải không? Thật là hôm nay mình đi rất là may mắn vì không có cloud. Rất là đông luôn á mọi người. Mình dùm cảnh là đông lắm, xếp hàng chụp hình chen chen nhau không mà nè đó, người không luôn. Okay.
Đẹp á. Sau khi trèo lên đỉnh núi chụp hình với núi Fuji thì bây giờ mình đã trên đường đi xuống lại thì sẽ có một cái ngã rẽ là trong đó có những cái đền thờ nhỏ nhỏ, thì tụi mình sẽ cùng đi tham quan ở trong cái đền thờ nhỏ nhỏ này có những gì nhé. Fortune teller nữa. Station để chở về lại cái chỗ trạm bến mình tới lúc sáng lên núi mình nghỉ về về ngâm chân. Trên đây khá là mộng mẻ, chỗ đó chỗ mẻ chắc cho tụi này có gì nữa. Này, chúng mình đã bỏ mọi người thêm 400 để đi thêm express train. À, nhanh lắm mấy bạn ơi. Express yellow là nhanh chưa? Chưa. Ok, nói chung là không gì thôi. Đây là đang lết về nhà. Sau khi leo 300 bậc thang. Mình có nhà. Nhà. Về sẽ sau đó sẽ ngâm chân. Chúng ta leo núi xong mệt quá, ngâm chân á. Là cái cây cà rem. Cái ông chủ nhà này là cái ông thích gardener sao này. Này đường phố Fuji. Nhưng mình tưởng là cũng là khá là hoang vu. Không có nhà không cửa. Mà ở đây cũng có nhà cửa nhiều rồi, taxi à, cũng giống như mình đang ở thành phố vậy. Chắc mày tourist nhiều hơn thôi. Mày lòng tiếng nói đồn ghê vậy. Lòng tiếng giống như là với anh Harry. Tour guide, vì tour guide mà. Đường đi về là thấy tối sạn mình nó lên 5 chân á. Mở lúc 3 giờ là mình đang ngắm chân, ngắm view của mình. Sao? Mình sạc mình á. Tinh, 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 tinh. 3 giờ là mở ngắm chân, ngắm view đẹp luôn. Tới kia là có cái hồ. Motosuku. Xe của thiết kế cho châu Á, của người Nhật nè. Nó khác với lại xe Mỹ. Không phải khác lắm, nhưng mà mấy model đó khác nhau, giống như là cái bán tải này. Giống như đọc chuyện Jindo là thấy huấn luyện viên là lái xe này này. Thấp thấp. Trời đất lạnh nha mọi người. Nó scooter chạy. Hai anh đó đó. Vèo. Đây, mà mình mới ăn này. Nhìn là thấy ớn. Nó vẫn ngọc đi. Bây giờ ăn bò và chim làm từ biến nghĩa là vui các loài bò. Cái gì à? Asuka gì? Atasuka.
kinh của các loại bò. Các loại bò mà ăn xong vợ mình kêu là muốn nói ăn xong muốn nói tại vì quá bé. Yeah, một ký thịt là 500g là mỡ. Hello mọi người, lại là mình quay trở lại đây. Mình đã lấy bốn sau những hồi lấy la lấy thét lấy thè lấy thét, mình đã lấy về tới gần khách sạn của mình. Đây là Lake Kawaguchiko, đặc biệt quá trời luôn. Để đi bộ qua coi anh. Không có xe thì cứ chơi tợi thôi. Motorboat. Đây là collect nè các bạn. Lít. Đó quá, cưu chứ cục. Đó rất bự. Cái này có đặc biệt nữa rồi, quá trời rồi nè. Cũng là 500 phần trong ngủ hồn. Ủa anh, cái này nó cũng có cáp treo kìa. Bạn đang ăn cái matcha rất là ngon. Không, mới miếng đẹp hơn nhé. Đây nó sắc sơ hơn. Thấy luôn rồi, hình nhánh rồi à. Anh tưởng anh bự lắm chứ. À nhà em cho không ăn thấy sạch sẽ. Mẹ em chồng lắm. Hỏi ông chồng ăn cái mắt da không? Ông chồng không ăn cái mắt da ha. Em ăn đi. Ăn ra, ngon quá, trời hết hộp cô bà vợ luôn. Ngon hơn vài chút. Đây khách sạn của mình ở đầu kia. Hết điều không các bạn? Có phía sau. Khách sạn của mình nữa. Dùng mình ăn mình cũng là dịch vụ ở đây mà ai mặc áo phao ở đây hết tại vì gió quá nè. Mà gió lạnh anh lạnh mình nhắc lên từ từ ở đây bút gió. Bây giờ mình sẽ về check in phòng khách sạn. Và mình sẽ ngâm chân. Cái ngâm chân ngồi cái chân ấm mà phía trên người cũng lạnh thì sao anh? Ủa nhà mình có chậm bớt hả? Nhà mình có chậm bớt hả? Sao mình không biết? Có nhà. Đây là khách sạn của mình. Mình đi nam. Vô thôi. Nó đó. Khách sạn của mình này. Đúng giờ chứ yên chưa? Trong request mình quay ảnh lên phòng.
bằng xe máy nhỉ? Bạn gì à? Xe chưa bằng Japanese song. Somebody. Ông ngoại nào? Hồi đấy có người dẫn lên phòng đàng hoàng nha mọi người. Không phải tự đi. Su có đồ rất thích của mình. Anh tháo su cho em đi. Mẹ. Bút. Ok. Onsen. Đó. Bên đây chân chín nè. Đây là đồ kích sắt nha. Nhiều chế. Có tivi. Phòng rất bự. Xong rồi mình sẽ qua một cái gian này. Đây cũng là phòng của mình luôn nha mọi người. Đây là cái cửa nè đó. Hành lý của mình người ta đem lên gọn gàng hết trơn luôn, chứ không phải là mình tự sạch luôn. Đúng giờ người ta đem lên cho mình hết. Đây là cái restroom. Chưa đi cái khách sạn nào mà restroom bự như vậy nè. Đầy đủ everything luôn. Hay yeah. Fake care wash. Rồi à, relaxing lotion, hay chamomile, liquid cleansing lotion, đủ thứ luôn, moisturizer, hai cái bồn đánh răng, moisturizer hay soft luôn. Khi mà mình vô là người ta có cho mình hot shower. Nó, xong rồi trong đây thì sẽ là cái phòng tắm, bathtub. Các bạn muốn tắm ở đây cũng được nè đó, ngồi lên đây tắm. Shampoo, conditioner, body soap có đủ. Còn không thì vô bathtub thì tắm.
Nhưng mà xíu nữa mình có hẹn đi tắm onsen nè. Lên đây là sẽ có tủ lạnh, trà, xếp trà, xịn sò, máy pha cà phê, nước nóng. Nì ơi, pha trà uống anh ơi. Pha trà mình có sẵn bộ trà, hai vợ chồng mình ra thưởng thức trà. Chồng mày không ngoài bên đây thì sẽ là toilet. Này, đèn ở đây tự bật hết nha các bạn. Rồi đó, mình có giếc mà sạch sẽ dễ sợ luôn. Ồ, xịn sò luôn. Rất là sạch sẽ. Ok. Sau một ngày di chuyển và leo núi 300 bậc thang thì tụi mình quyết định ở lại khách sạn để có thể thư giãn chiêu và ngồi uống nước trà theo phong cách của Nhật. Mình thử trải nghiệm và hòa mình vào cái phong cách Nhật của Nhật Bản để mình xem thử là nó như thế nào, nó có thú vị hay không. Và mình muốn trải nghiệm được những cái truyền thống của Nhật Bản. Cho nên là hai vợ chồng mình đã quyết định ở lại phòng và uống trà nhâm nhi, ngắm ra cửa sổ. Video hôm nay đến đây thì cũng là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel để theo dõi hành trình tiếp theo của mình ở Nhật Bản sẽ làm những gì nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.